Bùi Lý Thiên Hương. Em bắt con nai nó nhảy. 67 67 An Giang. Bùi Lý Thiên Hương, An Giang. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thí sinh có số báo danh 315 Bùi Lý Thiên Hương đến từ An Giang. Hiện Thiên Hương đang là người mẫu và doanh nhân, là một người con của vùng đất chín rồng trong thời buổi hiện đại hóa. Tôi tự hào rằng mình có nét huyền hoa nhã nhặn của mẹ và nét hào sản của cha. Những điều đó đã làm nên một Thiên Hương chịu thương chịu khó nhưng không kém phần đoan trang hiền hòa. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm một vẻ đẹp hết sức lôi cuốn có số báo danh 315 Bùi Lý Thiên Hương đến từ An Giang. Tiếp theo là thí sinh Bùi Lý Thiên Hương, số báo danh 315. Nếu tình yêu là tin tưởng, thì cuộc đời phải có đam mê và hứng thú. Đối với Thiên Hương, một đời đáng sống là mỗi sáng thức dậy, cô được làm công việc, cháy hết mình với công việc mà mình thích, đạt được những mục tiêu đã đặt ra và cống hiến cho xã hội, làm đẹp cho đời. Chúng tôi xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 315 Bùi Lý Thiên Hương. Theo các bạn, như thế nào là thể hiện được tinh thần và bản lĩnh Việt Nam? Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Đó là lý do mà tôi không được tiếp tục con đường đại học của mình. Tôi nghĩ rằng thử thách lớn nhất đối với bản thân tôi đó chính là hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, đó chính là lý do tôi luôn cố gắng và không bao giờ chùn bước trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi rất tự hào khi đứng đây và muốn nói với tất cả các bạn rằng phụ nữ Việt Nam luôn luôn dám ước mơ và dám kiên trì với ước mơ của mình, đúng không ạ? Bởi vì tôi tin rằng xã hội luôn có nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển. Và tôi luôn tin thành công sẽ luôn đến với những người luôn tin vào chính bản thân họ. Xin cảm ơn.